Mở những hộp giày trước nha. Mình á, mình nói thật với các bạn đó, là mình không có bao giờ mang giày này đâu. Nhưng mà 25 năm ở bên Mỹ, đây là lần đầu tiên mình đi du lịch vào mùa lạnh. Mình sợ lạnh lắm, cho nên là cần phải có những cái đôi giày như vậy để mang. Thật sự ra là mình mang guốc cao, guốc gót nhọn mà guốc cao không à, là tại vì mình nhảy đầm. Nhảy đầm từ hồi bé cho tới lớn thì guốc cao lắm, guốc 1 tấc 2, guốc 1 tấc rưỡi mình mang mà mình chạy luôn á, chứ không phải là mang để đi từ từ như người ta. Thì các bạn biết những người múa, mình là người hồi nhỏ thì gọi như là vũ công, nhưng mà khi lớn lên rồi thì không có theo đuổi cái đam mê đó nữa vì có chồng, cho nên là tiếc lắm các bạn. Nếu bây giờ có một đội vũ công nào ở bên Mỹ, hoặc là có cái gì đó mà liên quan tới về nhảy đầm, mình sẵn sàng xin vào đó để học, để làm. Học thì mình trả tiền, để chi? Để mình được nhảy, được nhảy lại những cái bước nhảy ngày xưa của mình. Nhưng mà bây giờ thì hôm bữa con mình mới tìm ra được một cái chỗ dạy nhảy khiêu vũ ở Mỹ, thì Covid nó ập đến, cho nên không sao, chờ qua Covid đi tìm lớp để học. Thì bây giờ mình vô coi như là để mình vợt lại cái chân của mình thôi, chứ thật sự là mình nhảy giỏi lắm các bạn. Mình nhảy nhạc tua đó, nhạc Việt Nam nhảy rất giỏi, thi đậu nha. Cho nên là mình chưa từng bao giờ mà mang những cái đôi giày Adidas như vậy. Đặc biệt riêng năm nay, các bạn biết không, để mình kể các bạn nghe, mấy năm trước đẹp quá, thấy các cháu mua, các con mua đẹp quá, mình thích lắm. Cho nên là mình cũng mua về để nhìn thôi à, chứ không có bao giờ mang. Tại vì mình mang những cái đôi giày này đi đó, người mình nó là giống như là nó bị chuối xuống, mình bị vấp, bị té chuối nhũi, hoặc là đi bị dấp. Khó lắm, khó mang lắm. Nhưng mà sau 2 lần đi du lịch vào cái mùa lạnh, lạnh thật lạnh, giống như hôm bữa mình đi Gatlinburg, mình làm video cho các bạn coi rồi đó, lạnh vô cùng, mình mang được một cái đôi đó, mình đi thì mình cảm thấy thích rồi. Cho nên bây giờ cứ mua, mua để đó thôi, mang thì mang, không mang thì thôi. Nhưng mà vì nó quá đẹp các bạn, cho nên mua để nhìn cũng được, mang cũng được, thích lắm. Nhưng mà các bạn biết sao, chân mình nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Đối với con nít nha, giày của con nít, chân mình mang size có số 3 à. Đó, cho nên là mình mua giày của con nít mình mang. Đôi này thì màu xanh lá cây ở dưới, đẹp không các bạn? Mình nói cho các bạn biết một cái điều này, có thể nhiều người ở bên Mỹ đôi khi cũng không biết, nhưng mà con mình thì shopping rành lắm. Cho nên là khi các bạn đi tới một cái tiểu bang khác thì người ta bán những cái cuốn như vậy nè. Tùy mỗi tiểu bang, ở đây thì nó bán là 10 đồng một cái cuốn như vậy. 10 đồng. Các bạn mua cái cuốn này để làm cái gì? Khi các bạn mua rồi, các bạn coi, các bạn mở nó ra, nó có hết tất cả những cái tên tiệm. Những cái tên tiệm nào nó có màu đỏ, tức là nó sale 30, 50, hoặc là bạn mua 100 đồng thì sẽ được 25 đồng. Nó có hết tất cả các hiệu của cái outlet này, không thiếu một hiệu nào ở trong đây cả. Nhưng mà những cái nào nó có màu đỏ thì nó sale thêm ha. Nhưng bắt buộc bạn phải có cái cuốn này mới được. Khi có rồi, họ lấy cái discount này ra rồi, họ sẽ đóng một cái con tem vô cái chỗ này. Nhưng mà ngày hôm nay cả gia đình mình rất là lucky. Khi mà mình đi tới cái quầy để mua cái cuốn này thì họ hỏi mình rằng là mình ở đâu tới, thì mình nói là mình ở Georgia. Thì họ rất vui vẻ và họ ôm mình và họ nói rằng welcome to Orlando, Florida. Họ mới đưa cho mình cái cuốn này và họ nói rằng họ tặng cho mình. Chứ đúng ra họ bán 10 đồng một cuốn. Bạn có cái cuốn này, bạn rất là lợi khi bạn đi shopping. Discount rất là nhiều. Ở tiệm, họ đã discount cho các bạn 30%, 50%, có món sẽ lên tới 70%. Thì bây giờ, thí dụ như giày Adidas nè, cái này thì nó sale có 30% thôi. Nhưng mà bạn mua 100 đô, ở trong này nó có
25 đồng. Bạn mua 100 đồng thì bạn được thêm 25 đồng. Đó, đó là lý do. Các bạn cứ lựa đồ mua, mua tới 100 đồng, ngừng lại. Để chi? Để được 25 đồng trong cái cuốn sách này. Nhưng mà gia đình mình thì lại mua quá nhiều ngày hôm nay luôn. Cho nên là cái đợt đầu tiên mua 100 đồng, được 25 đồng, coi như hết rồi. Phần của con mình thì con mình phải mua, của chị mình mua, của cháu mình thì cháu mình mua. Đó, cho nên đó là cái mình chia sẻ với các bạn. Khi các bạn đi tới bất kỳ một tiểu bang nào mà nó có những cái outlet, những cái shopping lớn, các bạn phải đi tới cái quầy của nó. Cái quầy này nó giống như là bạn cần hỏi cái gì thì bạn tới bạn hỏi đó. Giống như là customer service. Thì bạn nói với nó là bạn muốn mua cái cuốn bút ở ngay tại cái nơi đó. Có thể bạn tiểu bang khác tới, họ sẽ tặng cho bạn giống như nhà mình. Nhà mình ngày hôm nay, mình, con mình, chị mình, cháu mình và ba cháu nhỏ thì chỉ có một cái cháu lớn là 15 tuổi đó là được thôi. Còn mấy cháu bé kia thì không được, được 5 người, 5 cái cuốn như vậy. Đó, cả nhà thấy không? Rẻ lắm. Mua 100 đồng, được 25 đồng. Đây là hiệu Adidas. Đây cho cả nhà xem, đôi giày quá đẹp. Adidas. Mà các bạn biết không? Hiệu Adidas Made in Việt Nam. Rất là đẹp, phải công nhận Việt Nam mình rất khéo tay. Lần đầu tiên mình mới mua đồ Made in Việt Nam. Lý do tại sao mà không mua? Tại có bao giờ mang giày này đâu mà mua. Nhưng mà mình phải công nhận đường kim mũi chỉ đúng là của tiêu chuẩn quốc tế. Cái này là nước ngoài họ gia công, người Việt Nam mình làm. Nếu làm không đúng theo của họ thì cái đôi giày này sẽ không được nhập qua Mỹ. Nhưng có một số người Việt Nam mình ở bên Mỹ cứ thấy Made in Việt Nam là không mua. Nhưng mà mình nói thật với các bạn, Made in Việt Nam nhưng mà rất đắt tiền chứ không phải rẻ tiền. Có nhiều đôi giày hoặc là có nhiều cái áo đầm thật sự là có thể lên tới mấy trăm đô, cả ngàn đô. Khi các bạn lật cái mạc ra coi là Made in Việt Nam, chắc có thể họ mặc cảm cái gì đó hay như thế nào đó mà họ không mua Made in Việt Nam thì mình không biết. Nhưng mà đối với mình, Made in Việt Nam, Made in China, Made in USA, Made in gì không cần biết. Cứ đẹp mà vừa túi tiền của mình là mình mua thôi. Chứ mình không có phân biệt. Tại mình người Việt Nam mà mình phải ủng hộ cho người Việt Nam của mình, đúng không ạ? Người Việt Nam mình rất khéo tay. Mình phải công nhận chính mình là người khéo tay vô cùng. Giống như mình chia sẻ với các bạn về những cái giống như decorate hoặc là mình làm bất kỳ một cái gì. Thì tại sao mình không ủng hộ người Việt Nam của mình? Thành ra các bạn Việt Nam ở bên Mỹ, bỏ cái suy nghĩ như vậy đi. Cái này là làm cho bên nước ngoài, thành ra phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hãy ủng hộ Made in Việt Nam ha. Này các bạn, đẹp vô cùng đẹp, cực kỳ đẹp. Các bạn biết không, giày này đó thì mình mua chân của mình không à. Cho nên là thật sự ra mang hay không mang gì cũng không có tặng cho các bạn được. Vì mình biết rằng không có bạn nào có thể có chân nhỏ như chân của mình đâu. Ba cái đôi ở nhà đó, mà hôm bữa mình làm cái video cho các bạn xem rồi, thì cái đó lớn đó. Cái đó là giày của người lớn, size 6, 6, 6 rưỡi, 7 gì đó không biết. Nhưng mà nó là giày người lớn. Cho nên là mình nghĩ chân các bạn Việt Nam có thể là 6, 7 các bạn mang được. Ba đôi đó cũng là quà tặng của các bạn đó. Nhưng mấy cái này thì mình nghĩ là không được. Tại vì mình biết chắc chắn không ai chân nhỏ như vậy. Thành ra cái này là mình mua cho mình. Và mình sẽ cho các bạn xem những cái gì mình mua cho các bạn. Ok. Đẹp quá đúng không ạ? Quá sức đẹp. Cháu ngoại mình lựa cho mình đó. Chứ mình thì đâu có biết những cái dạng giày như vậy. Tại cháu chơi banh ở trong trường, rồi cháu đi học. Con nít ở bên Mỹ này mà. Mình thì guốc cao, đi mặc áo đầm, nhõng nhà nhõng nhẵng. Nhưng mà các cháu ở bên Mỹ này thì giày này không à. Đây là một hộp ha. Nhìn
nhiều lắm, chắc video dài lắm, để mình chia video ra. Đây là hộp thứ hai ha. Đây các bạn, trời ơi, các bạn biết không, mình mê cái đôi này luôn. Cái này thì không phải made in Việt Nam, cái này là made in Indonesia hay là của nước nào đó mình không biết. Các bạn biết không, nó nhẹ như là mình không có mang ở trong chân mình vậy đó. Nó nhẹ như vậy nè, ở trên này nó là lưới, nó rất là nhẹ luôn. Tại vì mình có rất nhiều cái áo nó có cái chữ Adidas lớn trước ngực, cho nên là thôi mua luôn cho nó đi chung bộ cho nó đẹp. Cái này của con nít, giày của con nít size 3 nè. Đó, size 3 của Mỹ nha, là chân mình đó, size có 3 à. Trong khi cháu ngoại mình giày con nít chân số 6 chân mình nhỏ xíu à. Đó, nó nhẹ, vô cùng nhẹ, cho nên mình thích vô cùng luôn. Thứ nhất là trắng đen là đẹp. Cái thứ hai nữa là nó nhẹ vô cùng, mà ở trên nó là lưới, mang cái chân mình nó không có bị hầm. Nếu mà mùa hè mình cũng có thể mang được. Bây giờ bắt đầu là tập mang giày Adidas, tập mang giày thấp. Người ta tập mang giày cao, nhưng mà mình thì tập mang giày thấp. Đôi này cũng sale chỉ có 30% thôi. Đẹp quá đúng không ạ? Mình thích cái là nó nhẹ, nhẹ vô cùng nhẹ các bạn. Nhẹ như là không có mang luôn nè. Đó, mình mê quá. Mình nói với con gái mình, con ơi, một năm đi hai lần được không con? Con mình nói là đâu có, chỉ có lần này nó mới sale thôi. Chỉ có là Noel và Tết Tây nó sale thôi mẹ, chứ nó đâu có sale đâu mà mình đi. Cho nên là năm lên đây một lần thôi à. Đó, đây là đôi thứ hai ha. Đây là đôi thứ ba. Trời ơi các bạn ơi, cực kỳ đẹp, đẹp mê ly luôn, mà nó nhẹ, vô cùng là nhẹ. Cái đôi này nó sale rồi là 4, còn lại là 49 đồng 99, coi như là khoảng 50. Cái đôi này nó sale rồi là còn 50. Tuyệt đẹp ha, nó nhẹ như bớt. Nhìn cái đôi này thì nó hơi lớn với cái chân mình, tại vì ở đây nó bè ra nè các bạn, nhưng mà mình mang vừa, mang vừa. Cái này là giày của con nít size 3, là size chân của mình. Cháu ngoại mình size 6 nè. Cực kỳ đẹp, các bạn nhìn thấy không? Quá xuất sắc đúng không ạ? Các bạn biết không, tại vì đi có một chiếc xe van nè, chở chung 8 người. Xe van có 7 chỗ mà chở tới 8 người lận. Rồi ở đằng sau còn đồ nữa. Lần này đi rút kinh nghiệm, cho nên là con gái mình nói là mỗi người mặc một bộ đồ mang theo. Một bộ đồ mặc trên người, một bộ đồ mang theo, một bộ đồ ngủ. Còn thì lên trên đó mua để mặc. Cho nên là hết cả gia đình dồn vào có một cái vali thôi. Vì con gái biết rằng là khi lên tới đây là sẽ mua rất là nhiều đồ về. Cho nên đó là lý do không có mang nhiều đồ lên trên này mua. Cho nên là mới có nhiều chỗ để như vậy. Nhưng mà mình nói thật, với những cái đôi giày mà nó đẹp như vậy và đồ nó đẹp như vậy, nó rẻ như vậy, tại xe không còn chỗ chở? Chứ nếu còn, mình muốn là sẽ mua thật là nhiều luôn. Tại sao? Nó là đồ mới của năm nay mà được sale, rồi mình để dành từ từ, mình làm quà tặng cho các bạn. Tại vì sao? Nó rẻ quá và nó đẹp và nó mới nữa. Nè, những cái video mà mình chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, ngày nào mình cảm thấy vui vẻ, phấn khởi, mình sẽ bỏ một món quà vô để cho chúng ta chơi với nhau cho nó vui. Nhưng mà không phải là video nào cũng có quà nha các bạn. Ngày nào mình vui, ngày nào mình cảm thấy phấn khởi, hoặc là ngày nào mình cảm thấy có một cái gì đó, nhất là những cái video mà mình kể chuyện tình cho các bạn nghe, đó là những câu chuyện có thật ngoài xã hội. Bạn bè của mình gọi mình, chia sẻ với mình. Biết đâu mình sẽ bỏ những cái món quà này vào để cho chúng ta bốc thăm cho nó vui. Đó là những tình cảm rất chân quý của mình tặng cho các bạn. Các bạn mang niềm vui tới cho mình thì mình cũng phải chia sẻ cái niềm vui đó cùng với các bạn. Chúng ta đều vui. Nhưng mà rất tiếc là không có thể nào mà còn chỗ để mua.
Cho nên là để tặng cho hết những cái phần quà ở nhà đi, còn nhiều lắm, mấy chục món. Mình chưa kể tới là những cái quà mà mình đã mua trước Noel nữa nha, mà mình cũng chưa sử dụng tới nữa. Đi shopping cứ thích mua, thích cái nào lấy bỏ giỏ, lấy bỏ giỏ, không cần thử, không cần coi và không cần biết gì cả. Mình đi shopping á, crazy lắm, khùng lắm. Không có như người ta, cứ thích là lấy quanh vô giỏ à, rồi ra tính tiền. Vậy thôi, ghiền, ghiền shopping. Đó, cho nên là rất tiếc là không mua được ngay tại đây để làm quà tặng các bạn. Cho nên là mua tại nơi của mình ở thôi à. Nhưng mà từ từ mình sẽ nghĩ cách. Từ nhà mình chạy lên đây tới 7 tiếng rưỡi lận. Mà lên thì chắc chắn là phải ngủ đêm lại. Cho nên là không thể đi một mình được. Nhưng mà mình kiếm cách, ok. Để tặng hết cái quà kia đi cái đã rồi tính tiếp. Chứ mấy ngày nữa là hết sale rồi. Cực kỳ đẹp đúng không? Trời ơi, mình mê ly luôn á. Thơm phức à các bạn. Hửi á. Đôi thứ ba ha. Và đây là đôi thứ tư. Nè, quá đẹp đúng không ạ? Xuất sắc luôn. Cực kỳ đẹp. Rất là nhiều người mang từ trẻ cho tới già. Đôi này tuyệt đẹp, cực kỳ đẹp mà sang trọng nữa các bạn. Mình nói thật với các bạn, những bạn nào mà thích đồ Adidas, mình nói ở bên Mỹ nha, Việt Nam mình không biết. Từ những đứa trẻ cho tới người lớn tuổi, nếu ai thích cái hiệu Adidas, ai cũng phải có một cái đôi giày này cả. Lý do tại sao mình biết? Vì cháu ngoại mình nói. Cho nên cháu ngoại mình lựa cho mình nè. Cháu ngoại mình nói mẹ đã thích đồ Adidas thì bắt buộc mẹ phải có đôi giày này. Vì ai cũng có, cháu ngoại mình cũng có. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Nhẹ lắm. Nó nặng hơn cái đôi hồi nãy một chút thôi, nhưng mà cũng là nhẹ, mình mang được. Nè, cực kỳ đẹp ha. Cả nhà thấy sao? Cực kỳ đẹp ha. Đó. Bốn đôi rồi ha. Đây, đôi thứ năm. Trời ơi, cả nhà ơi, cái đôi này nè, nó cưng gì đâu, nó cưng á. Nó giống như cái đôi dép, nhưng mà nó là giày. Ở đằng sau này là cao su, cái chỗ này là lưới, không cần phải cột dây, xỏ vô là mang đi thôi. Cả nhà biết làm sao mà mình cưng nó tới như vậy không? Thứ nhất, nó vừa y cái chân của mình, số 3. Cái thứ hai nữa, các bạn gấp nó lại. Gấp lại như vậy nè. Các bạn cuộn lại, các bạn gấp nó lại, nó nhỏ xíu như vậy nè. Rồi các bạn bỏ trong giỏ thôi. Quá đúng không ạ? Nó như là cao su vậy đó. Các bạn muốn bẻ nó làm sao? Các bạn bẻ nè. Cao su. Cao su với thun mà. Không có sợ gãy, không có sợ gì hết. Đó. Tuyệt vời. Trong này thì nó có một cái miếng lót. Cực kỳ đẹp các bạn. Cực kỳ đẹp. Mình thích lắm. Mà nhẹ lắm. Nhẹ như là không có mang, như là cái đôi vớ vậy đó, thật là nhẹ. Các bạn biết không, Made in Việt Nam, đôi này. Những cái đôi này không phải là Made in Việt Nam, nhưng đôi này là Made in Việt Nam. Cực kỳ đẹp, cực kỳ mình thích. Đi đâu, bỏ vô trong giỏ, mang quốc cao, tới khi muốn thay ra, lấy cái đôi này xọt vào chân. Cái này nó là lưới, mang được mùa hè, tới mùa đông thì mang thêm đôi vớ mỏng. Thì nó cũng ấm chân lắm. Cực kỳ đẹp. Cái mình thích là gấp nó lại được, cuộn nó lại được. Cuộn lại. Oh. Nè, đó. Cực kỳ đẹp, mê ly luôn cả nhà. Đó, có mấy chục đồng mà. Đôi này hình như có 30 hay 35 đồng thôi à. Đôi này nè. Thích quá đi. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Năm đôi. Và đây. Mình là vua
mang những cái đôi hở và đôi gót cao. Những cái đôi này tại đẹp quá mua thôi, mang hay không chưa biết. Nè, cả nhà thấy đẹp không? Cực kỳ đẹp ha, bằng nhựa, bằng mút gì đó, mềm lắm. Rất là mềm mà rửa nước được. Cái này thì để mùa hè. Mở được ở dưới thôi. Với lại nó đơn giản lắm cả nhà. Đi đâu ịnh vô một cái xong, khỏi phải cột dây. Cái này là mang mùa hè. Cái này thì hơi lớn hơn chân mình số 4 lận. Tại vì nó hết rồi, cho nên là thôi kệ nó đi. Nhưng mà vì nó quá đẹp, cho nên là thôi mua đại luôn à. Cái này mùa hè mang nó có dư dày cũng dư dư chút cũng không sao, thôi kệ. Đẹp mua, người ta mua hết rồi. Còn toàn là size 7, size 8, size 9, size 10 không à. Còn size 3 không còn nè. Cho nên là này còn size 4, mình mừng quá mình lấy luôn. Đẹp quá ha. Mua hai đôi, đôi màu đen, đôi màu trắng giống như nhau. Nhưng mà này là size 3 nè cả nhà. Chân mình vừa khít luôn. Cái này size 4. Cái này size 4, cái này size 3. Quá dễ thương đúng không ạ? Trời mà nó nhẹ lắm, nó nhẹ thật là nhẹ luôn. Cái này mà mùa hè mang thì mê ly luôn á, mùa hè mang đi du lịch. Trời ơi là mình đi giỏi lắm á. Đi tới đâu luôn á. Dễ thương quá ha. 1 2 3 4 5 6 7 đôi. Tại không còn chứ còn mua nữa. Không còn trên mình. Đây. Đây là một cái giỏ. Cái giỏ này thì mình mua cho cháu ngoại của mình. Tại vì cháu chơi banh đó các bạn. Thì ở trong trường đi có thể là mang. Ô ô nó ngã, nó ngã. Ô, ô, chết. Cái này thì cái giỏ nó lớn như vậy nè. Các bạn có nhớ ngày xưa cái giỏ cái trống không? Thì nó là y như vậy đó. Cái này đi du lịch để vài bộ đồ. Nhưng mà tại cháu của mình đi chơi banh đó, cho nên cháu bỏ khăn lông, bỏ giày, rồi bỏ gì gì nữa đó. Cho nên mua cho cháu cái giỏ này rất là đẹp, hiệu Adidas ha. Nó sale rồi, chỉ còn có 20 đồng cái giỏ này thôi. Có màu đen và màu xanh. Nhưng mà năm nay cháu mình chọn cái tông màu xanh. Trắng đen cháu mình có quá nhiều rồi. Đó. Trời ơi, quá rẻ cả nhà. Cái này là qua sách. Còn đeo ở trên vai nữa. Cái này là đeo ở trên vai. Còn cái này là sách nè. Nó có hai cái quai cho mình luôn. Cái giỏ nó to như vậy luôn. Gia đình mà đi du lịch đâu đó, ít ngày xách cái này đủ rồi cả nhà. Khỏi phải kéo vali. Hoặc là ai muốn kéo vali thì kéo nha. Ở trong như vậy nè. Nó còn có thêm cái bao cho mình đựng đồ nữa nè. Nó có mấy ngăn nhỏ ở trong nữa. Còn có 20 đồng. Sale rồi còn có 20 thôi. Rẻ quá đúng không ạ? Trên đường về đó mình mới suy nghĩ, phải chi mình mua thêm nhiều cái giỏ này nè. Cái này đó mua để làm quà tặng cho các bạn cũng rất hợp lý. Vì ở Việt Nam đôi khi các bạn cũng cần những cái giỏ lớn để các bạn đi đâu đó nè. Quá là dễ thương, lớn lắm. Đó. Bây giờ thì chia sẻ với cả nhà về cái này là video đã quá dài. 7 đôi giày và một cái giỏ. Nó rẻ đến như vậy luôn đó. Hàng này là mới trong năm nay ha. Thì bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây. Sẽ gửi những video tiếp theo cho các bạn xem. Cái video sau có thể là quà của các bạn sẽ có một phần ở trong đó. Còn cái này là phần của mình và cái này là cháu ngoại mình. Các bạn hãy đón xem video sau. Vì video sau mình sẽ lấy ra một số ít để chơi game. Tại vì mình thấy nó đẹp quá. Thì mình mua cho mình và mình mua luôn cho các bạn luôn. Ha, các bạn hãy xem những video sau. Tiếp theo nhiều video sau là quà của các bạn. Mà là quà gì các bạn nhé. Cho các bạn biết là hiệu Adidas. Thì các bạn cứ vào xem để biết là những món quà nào, những món quà gì. Để chúng ta phấn khởi, vui vẻ, bỏ thầm. Ok. Video đã quá dài. Mình xin được tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Video sau sẽ cho cả nhà biết quà của các bạn là gì.